Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay do vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông và biến tính, nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây âm u kèm với hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù khiến cho tầm nhìn giảm và nhiều tuyến đường trở nên trơn ướt hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện tham gia giao thông. Nên nhiệt độ trong ngày hôm nay đã có sự tăng hơn so với những ngày trước đó. Riêng các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng kết hợp thêm của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên vẫn còn có mưa rào nhẹ nhưng với lượng không nhiều, phổ biến dưới 5mm. Ở thời điểm hiện tại, dải mây dông do khối không khí lạnh mang lại đã bắt đầu chiếm đến các tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Như vậy là chỉ trong vòng một vài tiếng nữa thôi là khối khí này sẽ bao trùm và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Đông của Bắc Bộ, gây ra mưa rào và có nơi có dông cho toàn khu vực. Mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trước, sau đó lan dần xuống phía Nam. Gió trong đất liền sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Do có mưa với tác động của khối không khí lạnh, nên bắt đầu từ đêm nay, nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm trở lại và dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ, cá biệt có nơi nhiệt độ hạ xuống dưới 10 độ. Sang đến ngày mai, trời nhiều mây và vẫn còn có mưa, nên nền nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ, trời duy trì tình trạng rét cả ngày. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, từ đêm nay sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dịch dần xuống dải đất miền Trung, kéo dài từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, đêm nay vẫn chưa chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết khá ổn định. Tuy nhiên, từ khoảng gần sáng ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ bắt đầu tác động đến các tỉnh phía Bắc của Trung Bộ. Do vậy, ở khu vực này sẽ có mưa trên diện rộng, mưa sẽ có xu hướng tăng lên và lan dần vào các tỉnh phía Trung Trung Bộ. Do đới gió Đông Bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình nên một số nơi có khả năng sẽ xuất hiện cả lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung vẫn duy trì được trạng thái khô ráo và có nắng, nên nhiệt độ ít có sự thay đổi so với 24 giờ trước. Trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định nên các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa nên nhiệt độ ít thay đổi. Đến khoảng ngày 3 tháng 12 thì không khí lạnh sẽ lại được tăng cường trở lại nên nhiệt độ giảm tiếp. Các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nên nhiệt tiếp tục có xu hướng giảm. Các khu vực khác thì thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ, có nơi từ khoảng 23 cho đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho tới 12 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 20 cho đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và cao nhất là khoảng 27 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 cho đến 33 độ. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ.
Như vậy, trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nên nhiệt độ giảm, trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!